của mở lái, xin cô mở lái xa. Chào tôi cô chào tôi, hàng ta cô chào ra. Ba bồng chốn nơi phong phong gió, cô chào ra tháng treo về mà phủ vẫn mơ cho thấy đến sáng thấy đến tài nổ đến dầm mà đến sở ban nổ đức ông bà về đến tây quê ba bờ sức lắm ta cứ đừng lặn ra con trâu ai con để ta con lặn cô mơ ngược dòng sông lắm năm cạnh ngắm đê đừng dừng đến đu qua đỉnh cửa sông bắt mắt về chùa bồ đề qua chùa lộc du a di đà phật sẽ qua đỉnh gành nhì chờ độ mô thoại cho đến tới không xa với sự nhớ xa vào ngày hôm nay đến đây mơ hồ cô vừa chạm nhanh tay về tới đồi ngà đền quan giám sát là nơi tôi gửi đồng ông chiều đã sẽ chiều tây con xin cô dùng treo bỏ neo gác mái rước cô lên đền
tiếng nó tôn danh chữ ta chỉ bệnh cứu sinh cho đời. Đồ lường nơi nơi hải xanh đỉnh đỉnh trên đồi chân nghi quất quất xà cạp với chiếc nghi ngồi trên dài nhất
thân anh đồng đồng con nhàng khói phụng Áo lam ngắn gạt vài tay
Gió lây hay hay cũng thịnh bời. Cô bảy tần là sao loa loa thanh xa. Cô tám đôi tre cũng thịnh bời. Nhân nhân mời khách ta nay cô ra quà bảo để sao loa loa thanh xa. Hồi cùng thoảng ngát thương là gió thu. Thoảng ngát thương là trăng soi chín riêng nước vàng lòng lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô cười cai quản rừng dâu. Lại lần chất ra ý bản đề để hôm nay thanh gia hồi cùng. Một thứ trên làm xin thay một thứ trên nhà. Đôi đời cạnh chặt nhì phong mỹ quang bên mùa. Bôi trôi cành Phật nì phong mi quang bốn mùa. Trên bát ngát nghi trăm mùi đua nở. Ở dưới cành bầy cấp mò thu gieo vui chim bay ấm phớt mỏ hay. Chạy